Theo đó, thì kết luận điều tra mới nhất đã thay đổi tội danh đối với hai bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thủy Dung. Cụ thể, kết luận đưa ra dựa trên việc không thu thập được thêm tài liệu và chứng cứ nào để chứng minh hành vi gian dối của Phương Nga có trước và nguyên nhân ông Cao Toàn Mỹ ngộ nhận và giao tiền mua nhà nhiều lần nên không đủ cơ sở để cáo buộc hai bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng cho biết giữa Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ có mối quan hệ thân thiết, nhưng không thể làm rõ được giữa hai người có quan hệ tình ái như Phương Nga khai tại các phiên tòa trước đây. Tuy nhiên, có việc Phương Nga và Thủy Dung nhiều lần nhận tiền từ ông Mỹ, tổng số tiền nhận được là 16,5 tỷ đồng và đến nay chưa trả. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định có việc Hoa hậu Phương Nga và Thủy Dung có hành vi sử dụng tài liệu di chúc có đóng dấu giả của khách sạn Phi Phi Vũ Trâm Anh để tạo bằng chứng. Do đó, hành vi của hai bị can có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, tội danh này theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 có sửa đổi bổ sung theo dấu hiệu định tội thực hiện hành vi trái pháp luật, nên vụ án sẽ được đình chỉ điều tra theo hướng miễn trách nhiệm hình sự của Phương Nga và Thủy Dung.